Đây xà lan đụng vô các bạn. Đi ra sao rồi? Rồi xà lan đụng vô. Ghe chài quá bự đang qua cua các bạn. Xà lan này chở quá khẩm luôn, mà đang trong đường kinh dành đây chạy ra nè, mà biết có qua cua không nữa đi, hay là đi ngay đi, chở rất là khẩm mà. Rất là chậm. Đây là cái xuồng của anh này các bạn, xuồng nhỏ mà đã có máy chạy gì không đi đâu hết. Rồi cái máy này bị cái gì rồi? Xà lan này qua cua đây, có anh chiếc mũi quan sát. Trên xà lan trồng gì đủ thứ cây nha các bạn, xả về hành gì. Cua này rất là gắt nha. Trời, bà chỉ dần đó tới đó xong mà bớt ra. Đây phụ nữ lấy chạy đò đó bạn. Rất là dữ. Chở mấy anh này trên xà lan các bạn. Đây bà chị này nãy chở mấy anh kia rồi, giờ chị về các bạn. Chạy sao mà ôm cua sát ở đây luôn, chiếc đò này đang chạy lại nữa đây. Đang nghe điện thoại. Lên ga. Nhâm. Đây là cái xà lan đang qua cua. Xà lan quá bự rồi các bạn. Cua này quá gắt luôn.
Còn lần cái dôi này nó nằm tuốt ở ngoài, bây giờ lỡ giết từ từ tới vô trong này đâu cần tới trụ điện này luôn. Lên ga xịt khói đen ôm cua. Dữ rồi, dịch phúng nước dữ rồi. Dữ rồi, phun khói dữ rồi các bạn. Quá dữ luôn. Kìa chở cát qua cua đi tốc độ rất lẹ. Chở đá mà. Ghe chở đá vậy các bạn. Chiếc xà lan chở đá với cát nha các bạn. Bà chị đứng trước mũi đang quan sát đường. Rồi, lên ra cái khối trắng này kìa, giật mình luôn các bạn. Bên chiếc như đây, chiếc này chở cối với chở đá. Chiếc nối đuôi qua cua. Gọi chị hú rồi. Tiền chiếc chở đá nữa. Chứ chở đá nhỏ chứ này chở đá bự nha bạn. Này không có qua cua rồi. Ghe này cũng nhỏ. Này đặt máy gì đây, chạy cái máy hơi quá trời luôn. Máy này giống máy Mazda các bạn. Đây bà chị lái qua cua quá dữ luôn. Cua này cũng rất là khó qua. Phụ nữ lái nha các bạn. Oh!
cua quá êm luôn. Máy cắt này các bạn, cả máy cắt với máy kéo, máy cắt cuốn Kubota DC70 nha các bạn. Đây chiếc DC70 đó các bạn, máy cắt á. Cái này thì chạy một mình không có máy kéo các bạn, trong cái chiếc hồi nãy hai máy cắt một máy kéo. Đây xà lan đụng vô các bạn. Đi ra sao đó rồi xà lan đụng vô. Đây xà lan của anh em đang đậu làm, đây xà lan đụng vô các bạn. Đây không sao đâu, có quay phim là hết rồi, có sao không? Đấy, có đèn đó, đó. Rồi gãy cái đèn gì vậy các bạn? Đây bây giờ đụng gãy cái đèn ở trên này. Bây giờ không biết có ghé lại ông nữa đây. Rồi xà lan ép vô luôn rồi các bạn. Đây. Thì mấy anh em đang lại thương lượng nha các bạn. Thì cũng da nhẹ chứ không sao ha. Rất may là không có sao các bạn, gió đang gió nữa. Mà thổi bê cái này rất nguy hiểm luôn. Rồi không sao rồi, các bạn mình cho đi rồi các bạn. Cũng không có đến đổi. Hồi nãy mà gió mạnh chút xíu đó là da vô cái nữa là hơi mệt đó bạn. Giỏ composite nữa, rất là mềm. Giờ không sao rồi, giờ đi rồi các bạn. Mày à. Rồi video mình cũng tới đây, xin chào các bạn nha. Nếu các bạn có hay quên đăng ký và like để theo dõi những video sắp tới của mình nha. Nó thộn chờ các bạn, tôi đâu có đâm vô cái là xong pin luôn rồi, tới công chuyện luôn. Mày à. Rồi không sao.